Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra thực tế một số kiến nghị của cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, toàn thành phố hiện có 5 tuyến xe buýt trợ giá đang hoạt động. Theo đó, số lượng hành khách bình quân 10 hành khách trên một lượt năm 2017 tăng lên 17 hành khách trên một lượt năm 2019 đến năm 2021, giảm 55,4% so với năm 2020. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của COVID-19. Năm nay, tình hình người dân đi xe buýt có dấu hiệu phục hồi. Sở đang tiếp tục điều chỉnh lộ trình và mở mới các tuyến xe buýt cho phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của hành khách. Để duy trì hoạt động có hiệu quả và thu hút hành khách đi xe buýt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố cần phải hình thành thói quen cho người dân sử dụng dịch vụ xe buýt, rà soát lại lộ trình hoạt động xe buýt cho phù hợp, đồng thời điều chỉnh hệ thống nhà chờ, tăng cường xe trung chuyển đến trạm xe buýt, điều chỉnh phương thức đấu thầu để mở thêm các tuyến mới cho phù hợp nhu cầu đi lại của người dân. Thứ nhất là nói gì thì nói, chứ còn cái phải sớm tập trung 5 cái tuyến mới đưa vào hoạt động. Thứ hai là hình thức đầu tư, thì có thể là 5 tuyến này trước mắt, nhưng về lâu dài, về giai đoạn sau thì tôi đề nghị là phát huy cái yêu cầu là đấu thầu từng tuyến. Bây giờ rà soát lại cái lộ trình. Cái lộ trình nào mà cảm thấy nó không hiệu quả thì có thể là cắt giảm tối đa cái tần suất, mà tập trung vào những cái lộ trình mà nó có đông khách. Tôi vẫn nhấn mạnh câu chuyện là tuyên truyền. Đúng là mình cũng có tuyên truyền, nhưng tôi cũng nhìn nhận thấy và đại biểu giám sát cũng thấy là cái tuyên truyền của mình nó chưa thực sự, nó đầu tư chưa thật sự, người dân chưa tiếp cận được nhiều cái thông tin về lợi ích của xe buýt. Đến kiểm tra chung cư 12T1, phường Đại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Khai thác nhà Đà Nẵng phối hợp với quận Sơn Trà khẩn trương khắc phục sửa chữa ngay hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cho 143 hộ dân trong chung cư 12T1. Đồng thời sớm thành lập ban quản trị để khai thác quản lý vận hành chung cư. Tôi thấy là những cái vướng mắc và nhất là cái hai cái tòa nhà, cái hệ thống chữa cháy này, hệ thống báo cháy này, và xử lý ngay. Thủ tướng mà vừa có cái công điện ngày hôm qua về cái phòng cháy chữa cháy, kể cả phòng cháy chữa cháy rừng, phòng cháy chữa cháy bình thường. Cho nên cái đó là tôi thấy là phải hết sức lưu ý ngay trong cái mùa này nữa. Cho nên là bây giờ phải khẩn trương giải pháp xử lý ngay. Chứ còn đồng thuận đúng quy định là một việc, nhưng mà cái yêu cầu mặt an toàn cũng là một cái yêu cầu cấp bách. Được biết, chung cư 12T1 đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2015, nhưng chưa làm thủ tục bàn giao cho ban quản trị. Hiện nay chung cư đã xuống cấp, mưa thấm dột và hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động. Cư dân ở đây nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, nhưng chưa được xử lý kịp thời.